Thưa quý vị, ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư gặp phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay. Phần lớn người bệnh thường không được phát hiện sớm, dẫn đến kết quả điều trị không cao. Và mới đây, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia ung thư Nhật Bản, Bệnh viện Ca Trung ương đã thực hiện thành công phương pháp cắt hớt niêm mạc dạ dày trong điều trị ung thư dạ dày sớm, được chỉ định cho những tổn thương dạ dày, loạn sản nặng, ung thư tại lớp niêm mạc hay tổn thương ung thư xâm lấn dưới lớp niêm mạc. Phương pháp này sẽ khắc phục được những hạn chế của phương pháp mổ thông thường với ưu điểm là giảm tối thiểu sang chấn, bảo tồn đường tiêu hóa, không gây mất máu, hồi phục nhanh và bệnh nhân có thể ra viện sau một ngày phẫu thuật. Được biết, sau khi tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật này, các bác sĩ của Bệnh viện Ca đã thực hiện thành công trong điều trị sớm ung thư dạ dày cho 25 bệnh nhân nghi ngờ ung thư sớm, với từ đó đưa ra phương pháp điều trị kịp thời và hiệu quả cho người bệnh. Theo ước tính của ngành y tế Nhật Bản, việc ứng dụng thành công kỹ thuật mới này sẽ giúp 50% người bệnh ung thư dạ dày được phát hiện và điều trị sớm, tăng thời gian sống trên 5 năm cho người bệnh lên tới 95%.